Hello, hôm nay tôi sẽ chỉ cho các bạn nâng body chỉ trong vòng 2 giây thôi. Đầu tiên bạn phải có hình cô gái, sau đó thì vào edit, chọn búp bét quáp. Nhớ là tắt những cái gai đi nhé. Bạn chọn show mat á, tắt cái show mat. Rồi sau đó thì chọn những cái điểm và chỉnh cô gái. Chỉnh nhẹ thôi để cô gái được tự nhiên ha. Đó, thế là xong rồi, cứ từ từ rồi làm.